All right, here we are on our home screen, which we can customize. Cái này cái áo à. Coi đây có gì không? Đây hết rồi. Hai các bạn, Tài đang có mặt tại Apple Visit Center. Nguyên một cái khu này là của Apple. Đó, đường xá xe chạy của Apple hết. Apple. Đơn giản. Không thấy gì luôn. Nó trắng quá. Nhỏ quá. Yeah, straight to the left. Yeah. That's it, man.